và ngoài nước, những người Việt Nam. Và kính thưa các lãnh đạo trung ương, thì ngày hôm nay tôi có hiện diện tại nhà của ông Phan Văn Tuấn, người đã được đã bị báo của cả nước đăng tin là vụ vợ nghịch tử cùng mẹ và bạn gái tẩm xăng thiêu sống cha là cách đây hơn 2 năm. Xin mời ông hãy giới thiệu về ông rồi đưa giấy chứng minh nhân dân lên cho mọi người xác thực ạ. Số nhà hiện tại của chú đang ở miền Tây là số nhà 774, rồi chú để tay chích xuống quốc lộ 80, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, phải không ạ? Đúng ạ. Còn anh tự giới thiệu mình nha. Đây là cái chuyện mà cách đây hơn 2 năm về trước là tranh chấp đất đai nghịch tử cùng mẹ và bạn gái đổ xăng thiêu sống cha. Và đây là cha của anh đúng không? Đây là ông Phan Văn Tuấn. Đó con sòng đây. Còn sống đây mà báo đài đăng như vậy. Tiếp theo người này là ai vậy? Dạ đây là người em của bà Quỳnh Kim Sang. Đây là người thân của gia đình ông Phan Văn Tuấn và Quỳnh Kim Sang nè. Tiếp theo đây là một cái người hàng xóm bà con gần tôi là Nguyễn Anh Phúc có đi ra định tập cho ông Tuấn, đưa ông Tuấn về cho công an Hà Tĩnh để lấy lời khai. Và lúc đó là lúc tại đó, sao mà gia đình báo là mà không cho thăm nuôi cô Sang hả thưa chú? Bởi vì lúc đó gia đình thì chỉ cho cái thằng Diệp chứ không cho thăm bà Sang, nói là không biết nói làm sao với ông Tuấn. Nói là chưa được, không được. Tại sao bắt người mà lại không cho thăm nuôi ạ? Dạ cái này em cũng không biết nữa. Không biết là nói gì lực lượng pháp ở ngoài về Hà Tĩnh đặt ra sao. Về thăm chỉ thăm được anh thôi, còn thăm mẹ thì không cho thăm. Mà đó mẹ không nhận tội, không nhận tội mới không cho thăm. Vậy là vu khống cho mẹ anh là tội giết chồng giết cha, mà bây giờ người chồng người cha còn đây. Còn đây. Đó, là hiện tại tới giờ là bao nhiêu lâu rồi thưa anh? Dạ, hình như là 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi. Mà không cho thăm nuôi. Không, vậy lúc trước giờ cái lúc chính quyền có... Không có lệnh bắt hay là lệnh truy tố tạm giam gì hết á, cũng như là ấy giấy tờ. Là bây giờ gia đình là báo cáo với Trung ương là hiện giờ là bà Sang và Phan Hoàng Việt và Lê Thiên Phong bị mất tích đúng không ạ? Mất tích 2 năm. Là hơn 2 năm nay. Dạ. Rồi xin mọi người hãy dẫn tôi đi xem cái nhà. Như vậy là vừa rồi Cẩm Thúy có nói chuyện với lại cô gái Mỹ Xuyên về cái vấn đề là gia đình của cô gái Mỹ Xuyên này không hề tẩm xăng đốt cha, mà bởi vì bị một cái lực lượng nó bủa vây và nó tống cửa, nó xâm vào nhà, thì người em mới dùng xăng và coi như vứt vào người, và một cái đứa bạn gái nó bật lửa. Và cái thằng mà xông vào nhà của bố mẹ Mỹ Xuyên ở tạm bị cháy, nhưng mà cái lũ tà quyền cộng sản nó làm hồ sơ là coi như là giết nó làm hồ sơ là có nghĩa là vợ với con là âm mưu là chiếm cướp cái tài sản mà giết cha, trong khi tài sản này chưa hề đứng tên của ba Mỹ Xuyên chưa hề có đứng tên.
mà nó kêu là giết chết chồng để mà chiếm tài sản. Và cái người bị cháy là một cái thằng mà nó xông vào nhà. Cái thằng bị cháy là cái thằng mà nó xông vào nhà, cái nơi của gia đình Mỹ Xuyên đang tạm ở, trong cái nhà của ông bà nội đó, chứ không phải là ba của Mỹ Xuyên. Và khi mà hỗn loạn xảy ra thì nó tới là coi như là nó hốt cái người trong nhà, nó bắt người trong nhà, và nó đưa ba Mỹ Xuyên ở trong một nhà khác, và nó khống chế, nó kìm kẹp, có nghĩa là nó có một cái lực lượng nó quản lý. Và ba của Mỹ Xuyên đã trốn ra được, và chính Mỹ Xuyên đã gửi tiền về cho cha mình để cha mình ra tới tận thanh tra chính phủ ở ngoài Hà Nội để minh oan cho vợ và con là không hề tẩm xăng đốt cha, và cha còn sống mà dám đưa lên báo đài đi hốt hết, bắt hết vợ con, có nghĩa là bắt vợ con giảm hết và gắn cho cái tội là đốt xăng, tẩm xăng đốt cha, trong khi cha không bị cháy, trong khi cha không bị cháy và cha còn sống, và cha cùng con gái đi minh oan cho vợ và con của mình. Cha cùng con gái đi minh oan cho vợ và con của mình, nhưng thanh tra chính phủ lại không đón tiếp. Và thanh tra chính phủ đồ dùng ngay những cái bài báo mà loan những cái tin vu khống bậy bạ, để rồi lấy cái cớ đó mà chửi Mỹ Xuyên và cha của Mỹ Xuyên. À, đó, chửi Mỹ Xuyên và cha Mỹ Xuyên, không tiếp Mỹ Xuyên. Và sau đó là lừa đảo, nhưng đến nay là cái vụ án đó vẫn chưa giải quyết. Và cái người cháy là cái đứa mà coi như là nó quậy phá, và nó thường xuyên là đe dọa gia đình bố mẹ của Mỹ Xuyên. Rồi nó đập, nó xông vào cổng, nó xông vào, đập cửa, nó chui vào. Và cuối cùng là coi như là nguy hiểm thì người ta tự vệ bằng cách là người ta có xăng, người ta rưới xăng, người ta vứt cái bị xăng vào trong người và người ta bật lửa đốt. Thì cuối cùng nó kêu là nó dựng lên là đốt cha, nó dựng lên đốt, đốt chồng, đốt cha để chiếm tài sản. Đó, cái nhà tài quyền cộng sản nó vậy. Trong khi đó là nó giam cha của Mỹ Xuyên ở một nơi khác và trốn ra được để làm nhân chứng là tôi còn sống, không, vợ con tôi không có đốt tôi, vợ con tôi không có tẩm xăng, tôi không có đốt tôi. Đó, mọi người thấy ghê chưa? Và bây giờ là cái người nhà rõ ràng đó mà vẫn còn đi tù, trong khi là vụ việc ở một nơi, vụ việc sự thật một nơi mà nó ghi vào hồ sơ một nẻo, và nó giam hết cả nhà của, nó giam ba và em trai, à, giam mẹ, em trai với lại một cái đứa mà bạn gái của em trai. Đó, nó giam luôn mấy năm trời rồi. Đó. Rồi bây giờ mọi người sẽ nghe tiếp về Mỹ Xuyên nói chuyện tiếp. Thì bây giờ Cảm Thấy đang tổ chức xem chung, thì không biết mọi người đang coi ở cái trang nào. Cảm Thấy đang tổ chức coi ở Xuống Đường Mạng Lên, mà Cảm Thấy quay trực tiếp ở cái trang Xuống Đường Mạng Lên. Mà xong cái hồi nãy Cảm Thấy cũng quay mà không có ai coi trơn trọi, không ai coi trơn trọi, lúc có một người, có hai người, lúc ba người, lúc không người không à. Bây giờ Cảm Thấy phải tạm dừng ở cái trang mà Nguyễn Cẩm Thúy, để Cẩm Thúy này tiếp tục gọi cho Mỹ Xuyên để nói chuyện tiếp. À, bây giờ cái việc của Mỹ Xuyên tiếp theo là Mỹ Xuyên cho bà con biết á, cho mọi người biết là sau khi mà ba mình và mình ra để làm nhân chứng sống, là hoàn toàn vợ con không hề tẩm xăng đốt mình để chiếm tài sản. Đó, mình còn sống đây mà lên báo là sai sự thật. Rồi sau đó nó lừa cho, nó biểu là đi về để cho ở trên chỗ huyện á, tỉnh xử. À, tỉnh của cái nơi đó giải quyết. À, rồi bắt đầu mình kể tiếp là sau đó là Mỹ Xuyên đã liên hệ và yêu cầu là cái ngày nào mà đem ra tòa thì phải báo cho Mỹ Xuyên. Nhưng mà cuối cùng thì nó như thế nào thì bây giờ Mỹ Xuyên kể cho mọi người biết nha. Con đi Hà Nội về xong thì khi con nhận được cái giấy lừa đó đó, thì con về thì con cũng tưởng đâu, tại vì hồi xưa giờ mình cũng chưa từng gia đình gặp nạn lớn bao giờ,
mình cũng nghĩ là mình đi cái cấp cao nhất rồi, tại vì cái cấp ở Hà Nội là toàn bộ các lãnh đạo của tối cao của Trung ương rồi, còn gì nữa, là một cái cấp lãnh đạo cao nhất, thì mình nghĩ là như vậy là mình đã mừng lắm rồi. Mới đi về thì mấy ngàn cây số khi con về rồi cũng hết tiền hết bạc rồi. Rồi cái bắt đầu á là về cái con ghé đài truyền hình Lết Việt, ghé là thằng em cha Út mới dẫn, thằng Phan Hùng Bắc á mới dẫn cha là ghé đài truyền hình Lết Việt, là cái đài đã đăng tin là sai sự thật đó. Thì ghé xong rồi cái nói vụ nào, cái nói tới cái vụ đó đó, là thằng em trai con đứng nói, nó cũng đăng hồi đó đài Lết Việt đăng là phát sóng lên luôn mà. Rồi bắt đầu á là em trai con thì nó nói là do tấn công nhà đông quá, trong lúc hoảng loạn đó là nó đập cả cửa chính xông vô nữa, thì á chèo gào, chèo cổng gào đập cửa chính xông vô, trong lúc nó hoảng quá nó quăng xăng mà nó không biết, rồi người ta hỏi nó người đó là ai, anh có biết không, nó nói không biết, nó chỉ biết là hoảng quá nó quăng xăng thôi chứ nó không biết cái người nó quăng xăng là ai nữa. À, cái đài truyền hình Lết Việt còn quay, con còn nhớ rất rõ những lời em của con nói là cái thằng Phan Hoàng Diệp bị bắt đó. Như vậy ngừng lại. Như vậy thì cái khi mà có nghĩa là cái vụ việc xảy ra thì nó đã bắt mẹ, nó bắt em trai với lại bạn gái của em trai rồi, thì em trai còn đâu mà để đi tới cái đài truyền hình đó nữa mà. Không, nó tự nó đi ra Hà Tĩnh hay gì nó mới lấy được cái, nó quay được cái đoạn clip đó cho em con nói lên luôn mà. À, trại giam của tụi nó. À, có nghĩa là phóng viên của đài truyền hình nó đi tới gặp, nó gặp được trong cái chỗ tạm giam. Dạ, phóng viên của đài truyền hình nó quay em con lên luôn, là cả nước biết mà được. Nó đăng cái đài truyền hình Lết Việt nó lên là nó bao, nó phát sóng một phút sáng đó. À, là trên bữa đó là dậy hết trơn rồi, người ta mấy người dòng họ con đi làm, mấy người dòng họ mới nói Xuyên ơi về mở lên em mày nói chuyện kìa, thì con về con mở lên, con mở lại là vẫn xem được, tại vì mình mở mạng lên thì mình xem được. À, em con nói những cái câu nói rồi. À, nó hỏi em con là vậy rồi lúc anh quăng xăng đó anh biết người anh quăng xăng là ai không, thì em con nói là tại vì á tấn công tôi đông quá rồi tôi quản quá rồi tôi nghĩ là sức mình nên tôi không bảo vệ gia đình được, cho nên tôi mới rút vô nhà, tôi khóa cổng gào lại, tôi rút vô nhà, tôi còn gài cả chốt cửa nhà chính lại nữa. À, cố tình nó chèo gào đập cửa nhà chính xông vô, thì trong lúc tôi quản quá gì tôi bảo vệ gia đình tôi mới quăng xăng, thì nó mới trả lời là gì nó bảo vệ gia đình nó quăng xăng ra, nhưng phóng viên lại hỏi nó là có biết cái người đó là ai không, nó nói là nó không biết người đó là ai. À, đó. Mà dám kêu là đốt lửa tẩm xăng đốt cha mình trời vậy đó. Sao thằng Giang nó cho giấy như vậy về, cái con về ghé đài truyền hình, em con dẫn về ghé đài truyền hình Lết Việt xong rồi dẫn ông già nhân chứng sống về, cái bắt đầu sau mấy ngày sau thì tự nhiên cái con lên con coi lại mấy cái tin tức cũ, là những cái tờ báo tụi nó đã con in ra đó với mấy cái tin tức luôn đó, thì là tự nhiên cái nó rút sao tự nhiên, ủa con thấy sao con gõ lên cái nội dung bị hịch như vậy luôn, mà sao con thấy mất tiêu rồi, nó không có còn trên đó nữa. Nó rút tới bây giờ luôn đó, từ cái thời điểm đó tới giờ luôn đó, là đài truyền hình Lít Việt rút, còn đài truyền hình Vĩnh Long thì vẫn còn. Như vậy đài truyền hình Vĩnh Long á là nó còn đưa cái mà phỏng vấn của đứa em trai mà bị bắt không? Không, hai đài khác nhau. Đài truyền hình Vĩnh Long là nó chỉ phát sóng không biết của đài, cái đài của thằng Hà Tĩnh, nó tự quay, nó tự ghép rồi nó tự ép buộc ông già, sau đó không biết nữa, nó không cho ông nói lên, nó chỉ quay cái hành động vậy thôi, rồi nó biểu ông dơ chỗ nào thì dơ chỗ đó, anh chị đó rồi tự ghép rồi đó. Còn hai đài truyền hình là nó phát sóng khác nhau, hai đài truyền hình, một đài truyền hình Lết Việt á là nó vẫn phát là cái vụ án giết chồng với cha, còn cái đài truyền hình mà Vĩnh Long thì nó nói là một thảm kịch là về vấn nạn giành giật tài sản, tranh chấp tài sản gì đó mà những kẻ thủ ác đã ra tay với chính cha đẻ của mình, là đó là đài truyền hình Vĩnh Long nó phát. À, cái của truyền hình khác nhau. À, con còn hằng sâu trong đầu không ạ? Ồ, như vậy đài truyền hình Vĩnh Long vẫn rất mất dạy, đưa hình ảnh của người cha lên, đưa hình ảnh của người cha còn sống. Nó
chỉ lấy cái hình ảnh của người cha giống như là cái kiểu giống như hồi còn sống tôi chụp được cái hình này đó, mà nó không cho cha mở miệng nói bất kỳ câu gì, rồi đầu nó gắn vô một cái thứ mất dạy chưa, đài truyền hình Vĩnh Long mất dạy ghê chỉ chưa. Có, hồi trước là chỉ có truyền hình Lát Việt. À. Chỉ truyền hình Lát Việt là. Nó nói đúng. Mà tới giờ là bộ thông tin và truyền thông cũng là cái bộ thông tin và truyền thông á, con nói thiệt luôn cũng không biết nhục nhã luôn, một cái người nào đứng ra lãnh đạo cái bộ đó cũng không biết nhục nhã luôn. Cái sự việc đau khổ của người dân mà kêu than làm gì, ông á, hồi lúc trước con thiện là ông Trương Minh Tuấn còn. À. Con kêu tới ông Trương Minh Tuấn rất là nhiều lần nhưng mà ông lại bịt miệng gia đình con. Rồi bây giờ tới ông gì nữa con cũng chưa có tìm hiểu, con chưa biết tên ông đó là ông gì nữa, là ông mới rồi mà. À. Mà các ông á, ngồi trên cao á, mà các ông á là để cho là các ông để cho ức hiếp dân rồi làm những chuyện sai trái không đúng cái nội dung phong cách của nhà báo, tác nghiệp của nhà báo, của đài truyền hình, mà các ông để như vậy mà các ông còn á, mở một chuyện nào các ông cũng dơ giáo cái miệng, các ông nói nghe thì hay lắm. À. À, thực sự á, chuyện của gia đình tôi á, như thế này mà mấy ông á, nếu tôi nói hôm trước á, nhắn tới ông bộ trưởng thông tin truyền thông của đất nước Việt Nam này nè, tôi nói hôm trước rồi, gia đình tôi đã chấp nhận tử hình rồi nếu chúng tôi nói sai sự thật. À. Còn nếu chúng tôi nói đúng sự thật thì mấy ông phải cho phơi bày ra chứ. Bây giờ nè, mấy ông đưa tin là cả báo chí của các ông đưa tin là bà Sang giết chồng, âm mưu giết chồng, giết cha, mấy ông phải phơi bày nội dung giết nó như thế nào. À. Còn mấy ông nói là bán đất, cướp bán đất đi về miền Tây, mấy ông phải tra cái vụ đất đai ra. À. Mà bây giờ các ông á, bịt miệng gia đình tôi xong rồi mấy ông để cho những nhặt khúc lén như vậy thì cái tác phong đó rất là hèn hạ và bỉ ổi và ôm nhục luôn nữa. Thật sự là không xứng đáng để cho toàn dân Việt Nam này nên xem đọc báo của đảng của mấy ông, nói thiệt đó. À, hay quá. Rồi như vậy thì bây giờ là cái chỗ mà trước đây nó nhưng mà trước đây cái chỗ mà nó phỏng vấn đứa em trai á đó, nó phỏng vấn gặp mà mặt đứa em trai thì bây giờ nó gỡ mất cái bài đó rồi, nó gỡ mất bài đó rồi của đài truyền hình Lít Việt đăng. À, mà còn cái chỗ mà đăng bậy thì còn cái chỗ đăng tào lao đăng bậy á, cái chỗ đó không cho ai nói chuyện á, nó chỉ quay hình nó đưa lên thôi là không cho ai nói chuyện á, nó bắt đứng đâu thì đứng đó, rồi nó tự nó đọc nó ghi cái gì đó không biết nữa. Mà nếu mà con hỏi cô với lại cộng đồng như vậy đây nè, mấy cô mấy bác anh chị luôn, nếu người nào suy nghĩ ra cũng hiểu nữa, nếu mà nó làm đúng mắc mớ gì nó không đưa tin tiếp tục, nó đưa tin cái thằng bị cháy đó coi nó cháy mức độ nào. À. Thấy không? À. Là điều thứ nhất, điều thứ hai, tại sao mày đem cái thằng cháy là thằng Phan Quy Bắc nó đem giấu mất tiêu. À. À, cái tụi bay làm việc như vậy, tụi bay á đứng một cái ghế nó nói là vì nhân dân là chỗ nào. À. Đó. Rồi nó đem thằng tên là nó nói là vô nhà cứu giải cứu gì mà vừa hiện trường giả nó dựng lên đó, rồi nó đem thằng đó nó giấu đi đâu mà trên cái mặt báo chí đã đăng tin là quan ức cho người ta, sao bay không đăng tin tiếp tục cái thằng đó lên đi. À. Lại bệnh viện quay coi nó bị cháy mức độ nào. À. Để bay ghét tội người ta vậy, tại sao bay ghét tội là giết ông Tuấn, ông là ông Phan Văn Tuấn giết cha, mà tại sao người cha người ta đi kêu oan, còn tại sao lại bay không đề cập tới cái thằng cháy rồi bay không đưa hình ảnh lên đó. À. Rồi tại sao bay không bắt sai người ta, tại sao bay ra tòa bay giấu người ta luôn. À. Ra tòa gì mà ra tòa, cái tòa nào của đất nước Việt Nam, bay lên mấy cái phiên tòa ha, tụi bay lên mấy cái phiên tòa nhục nhã quá, bay lên công chúng bay diễn đóng lại, diễn viên đóng lại cho nhân dân coi đó, mấy cái phiên tòa đó bay phải mời nè đủ thứ thành phần trong đó. À. Bay phải mời người nhà người ta, rồi bay phải cho người ta được nói đó, rồi người bay phải điều tra cho cặn kẽ sự việc như thế nào. Còn cái này á là cái phiên tòa của mẹ tao không biết là cái thằng con nào của tỉnh Hà Tĩnh xử nữa, tao không biết được luôn, không có một cái giấy mời nào tới, mà không biết cái ngày tạm giam bắt giam, không có một cái lệnh tạm giam nào luôn, rồi không biết hiện giờ giam trại giam nào luôn đó. Rồi á là kêu cứu tới quốc hội thì hôm rồi á kêu cứu tới bà Ngân á thì bà Ngân im ru tới giờ, hàng không biết là mấy chục lần đơn rồi á, mấy năm nay là đau khổ lắm bà Ngân, mà bà cũng im ru luôn, mà bà được dân bầu lên là đại diện của quốc hội, là quyền lợi của nhân dân, mà bà đối xử với nhân dân như vậy đó. Rồi tôi gửi đơn nhiều cơ quan trả lời tôi, nhưng mà chỉ có cơ quan quốc hội là không bao giờ, chưa một lần nào can thiệp vô vụ án của mẹ tôi hết. À, như vậy thì nói cho bà con biết rằng á là mẹ mình nè, em mình nè, rồi bị là tù, nhưng mà cái coi như là mình tới mình gặp mình nói ngày nào ra tòa á thì phải cho báo cho gia đình mình biết, nhưng cuối cùng gia đình mình á là mình, gia đình mình còn bao nhiêu người ngoài nữa, còn cha mình rõ ràng đó, mà nó không hề cho làm đem ra tòa làm nhân chứng, rồi coi như là có mặt gia đình đồ này nọ để có ý kiến cái đồ này nọ, mà coi như là nó im ru luôn, rồi
Bây giờ kể cho mọi người nghe thử là mình đã cho số điện thoại, mình đã biểu là ngày nào ra tòa thì như thế nào và cuối cùng nó như thế nào, thì Mỹ Xuyên kể cho mọi người nghe. Dạ, để con kể như vậy. Rồi con về xong rồi mấy tháng trời, là từ tháng 6 đó tới tháng 9 đó, là con mới đi thăm mẹ con. Thì con không có đi thăm tại vì á, sức khỏe con lúc đó con làm một tay con trụ cột trong nhà hả, em con còn khờ lắm, em út con còn nhỏ tuổi nó còn khờ nữa. Rồi về một mình anh con á, lúc nào Phan Nhân Tấn á, là cha ổng bị loạn thần nhiều lần phải nhập viện, nội tiền đi nhập viện không đi làm, cũng nay lưng đi làm muốn chết luôn, rồi dòng họ cho mượn rồi trả lại, rồi á là cố gắng á, dây mượn người thân bạn bè lượng người cho chút ít, người nào ruột thịt của mình thì người cho mình vài trăm ngàn, là đó là vì cô vì cậu ruột đó, còn những người bạn bè hoặc là nó kia là phải dây mượn để tổ chức chuyến đi thăm mẹ. Thì cái tháng 9 là đi thăm mẹ con đó, là do là cái thằng tên Tính gì đó của công an tỉnh Hà Tĩnh nó gửi một cái giấy triệu tập lần thứ nhất à. Là triệu tập ông Phan Văn Tấn, mà nó gửi vô tới từ Hà Tĩnh mà nó gửi vô tới huyện Vĩnh Thạnh là không có cái phong bì thư, nó chỉ đưa cho cái thằng không biết, là bởi vì con nói hai thằng chính quyền thông đồng với nhau là như vậy, thằng chính quyền của tỉnh Hà Tĩnh thông đồng với thằng huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ, xé bỏ cái phong bì thư mất tiêu, nó cướp ngày tháng lên, là nó gửi vô là ngày 16 á, nó để trong đó là 16 mà chiều tối hồ 16 nó mới nhận được là ngày 20 là nó mời 8 giờ là triệu tập ông Phan Nhân Tấn đó. Rồi bắt đầu á là cái thằng công an ấp là tên là Út Đen, là trong khu dân cư trong đường nhà con đó, là nó rồi bắt đầu á là con đi làm xa đi, thì cái người anh ở nhà mấy điện thoại nói là ông già ông nhận cái tờ giấy gì đó, cái ổng nói là nhận cái ruộng không có cái bao thư gì ngoài là để ở đâu gửi tới chân á, cái bắt đầu mới kêu cái ông anh đó điện thoại kêu anh chở vô, kêu ông Út Đen á xác nhận giùm là chú chỉ đưa cho gia đình tôi bạc thuốc ngày là nó muốn cận ngày rồi, mà mời từ Hà Tĩnh mời về cước ngày tháng lên, mà trong khi không có cái phong bì ở ngoài là để gửi từ đâu tới đâu hết trơn, mà xách cái ruộng không ra đưa vậy đó, xong xuôi chân vô cái ổng không chịu ký. Cái ông Út Đen á, ổng không chịu ký, ổng nói là thôi đi, ký cái gì mà ký, chừng nào ở ra ngoài kia tao có điều tra, tao hỏi gì thì ở đây nói giùm cho. Đó, nó chỉ nói bằng miệng vậy thôi, nó không ký. Rồi cái xong cái bắt đầu là con cũng nói, không nói vấn đề đó đi. Rồi mới chuẩn bị lo tiền đặng sẵn, triệu tập lần thứ nhất này nè, mới lo tiền đặng sẵn về thăm mẹ con luôn. Thì cái đợt đó là gom tiền gom bạc đi về á, nghèo khổ. Rồi đi về thăm thì tưởng đâu là em trai út con là thằng Phan Hùng Bắc với lại một cái người dòng họ nữa, rồi cộng với cha con là đi về thăm, thì lúc qua đâu 2 ngày rồi nó mới cho thăm em trai của con là Phan Hoàng Việt. Còn mẹ con thì nó nói hẹn ngày mai đi. Thì ngày mai á là em con cũng ra tới chỗ đó gì đó. Cái em con ngồi đợi hoài luôn. Đợi từ buổi chiều từ đầu giờ chiều 1 giờ. Đợi hoài tới gần 4 giờ luôn. Cái nó ra nó báo cho em con là mày đi về đi. À, lãnh đạo không cho thăm mẹ mày. Cái em con hỏi lý do sao không cho thăm mẹ tôi. Cái nó nói là mẹ mày không chịu nhận tội nên không cho thăm mẹ mày. Mẹ mày không chịu hợp tác với chính quyền, không chịu nhận tội, không cho thăm mẹ mày. Nó nói vậy đó. Không chịu hợp tác, không chịu nhận tội. Không chịu hợp tác, không chịu nhận tội, không cho thăm mẹ mày. Hợp tác là khác, mà nhận tội hay không là khác. Đâu phải chuyện là nhận tội là có hợp tác. Rồi xong cái lúc trở lại cái lúc thăm thằng em trai, thằng em Phan Hoàng Việt. Nó mới kể là em ơi, nó nói nhỏ thôi, nó nói kê lỗ tai vô đây, anh nói nhỏ cho em nghe nè. Mẹ mình bị đánh dữ lắm luôn đó. Mà anh tức điên lên, anh cũng bị đánh dữ lắm, mẹ mình cũng bị đánh dữ lắm. Anh tức điên lên mà hai tay anh bị xích xiềng. Nó nói là hai tay hai chân anh bị xích xiềng, anh không làm gì được hết. Nhưng mà nó nghe được là mẹ bị ép cung đánh đập đó. Rồi nói với chị Xuyên là anh sao cũng được, nhưng mà gán là đấu tranh cho mẹ về nha em. Nói gì đó. Sau đó thì mình gặp ai, mình nói rằng cái ngày ra tòa thì như thế nào thì kể cho bà con nghe luôn. Rồi sau đó là em trai con là không thăm được mẹ, rồi mới đi về. Rồi dẫn nhau về thì lúc về cũng khổ lắm, lúc đi con cũng đưa gần 20 triệu lận. Nhưng mà lúc đi á thì nói nọ ngay, tại vì mình suy nghĩ là tiền vé xe thì cũng như tương đương với tiền vé máy bay mà công an chuyện làm của em mình nữa, nếu mà đi nhanh thì về thì mình cũng đi làm kiếm tiền cũng có lại. Rồi đi cho đỡ vất vả, con cũng mới đặt, lúc đó là ngày bình thường cho nên tháng bình thường nên đặt vé máy bay cũng rẻ.
rồi quận đi thì đặt máy bay, rồi quận về thì em con nó đi tới đi lui với ở ngoài ăn uống rồi cũng hết tiền về. À. Còn gửi thêm tiền cho em con là ba người mới đi về. À. Thì trong lúc ba người đi về tới Sài Gòn là con ra con rước á. À. Thì em trai con nó kể hết sự việc con nghe lại luôn toàn bộ. À. Rồi á sau một ngày con mới điện cho là tại vì cái số điện thoại của cái thằng tên Tính mà để chữ Tính không, nó có cho số điện thoại dưới mà nó không để rõ họ tên, mà nó để nó là điều tra viên công an của tỉnh Hà Tĩnh BC45. À. Thì con điện vô thì nó còn bắt máy con, cái con nói là chú Tính hả, là hôm rồi lý do tại sao không cho thăm mẹ tôi. À. Thì nó nói là không phải nó không cho thăm mà lãnh đạo không cho thăm, nó nói gì đó này kia cái nó nói xong cái con mới nói nè, à, lúc đó là sẽ báo cho biết. Cái con mới nói gì nè, chừng nào ra tòa mẹ tôi là chú phải cho thông báo cho gia đình tôi hay, là dù chúng tôi như thế nào thì ra tòa mẹ tôi chúng tôi phải có mặt. À. Cái là con nói là dù nghèo khổ hay như thế nào thì ra tòa phải có mặt để mà bảo vệ quyền lợi cho mẹ con đó. À. Cái tự nhiên nó im ru lại luôn, cái ở ngoài trung ương cũng ém cho nó luôn, xong xuôi hết trơn. Rồi cái hôm mà nhà con bị sập đổ nát hết trơn đó thì con không biết mẹ con còn sống hay chết, sao tự nhiên con có ý nghĩ là mẹ con chắc bị nó giết chết rồi, tới giờ mấy năm trời mà vẫn không có tin tức. Con mới về chị em, con mới đeo tang lên đó, con mới đeo tang lên, con kêu là ông Nguyễn Phú Trọng, rồi á lúc đó là ông Trần Đại Quang còn, con kêu tất cả mọi người của cấp lãnh đạo trung ương, các ông bà mở mắt ra nhìn cái cảnh gia đình tôi như thế này đây, là mẹ tôi ở đâu, nếu mà bây giờ yêu cầu các ông bà phải có trách nhiệm trả xác gì cho gia đình tôi, chứ không để tỉnh Hà Tĩnh muốn làm sao là làm được. À. Là bây giờ mẹ tôi bị chúng nó là ép cung cho tới chết rồi thì mấy ông bà phải có trách nhiệm là đem cái xác trả cho gia đình tôi. À. Còn nếu mẹ tôi còn sống là mấy ông bà phải minh bạch cái chuyện này ra. À. Thì đó là sau khi con cái đợt nhà con sập con đeo tang lên như vậy đó, thì bắt đầu là sau 4-5 ngày là có công dân tờ chuyển phát nhanh nãy con có đưa lên là của tòa án dân tối cao đó, là nãy con có trình bày lên trên cho cô với cái cộng đồng được biết đó, là công dân số 75 tòa án dân tối cao là nói là thụ lý vụ án lại của mẹ con, nhưng mà cách giải quyết là cấp tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. À, trong khi là không mời con cái, không mời ông cha ra làm chứng gì hết trơn á trời, để lấy lời khai gì hết á, mà tự động giải quyết luôn. Tự động giải quyết, cái tự nhiên trung ương báo với mình là có bản có cái gì mình khiếu nại cái hồ sơ phúc thẩm, mà trong khi cái bản án sơ thẩm luôn và bản án phúc thẩm luôn hiện tại cho tới thời điểm ngồi ngày hôm nay chưa hề nhận được, chưa hề biết cái con chó thằng chó nào mà mang cương vị là thẩm phán chánh án gì đó mà ngồi cái ghế đó hết trơn á. À, không có sơ thẩm có phúc thẩm cho cấp tòa án của chúng bay chưa? Ồ. À, không có vụ, không có sơ thẩm, có phúc thẩm gì hết trơn á, mà bây giờ lại có cái việc giải quyết của tòa án nhân dân cấp cao. Dạ, rồi thì bản án tới giờ không biết nội dung luôn, không biết mẹ con tội gì luôn. Mà có gửi cho mình không? Hiện giờ không gửi bản án, không gửi giấy mời, không mời ra tòa, không biết ngày nào ra tòa luôn. Nhưng mà tới giờ cả hai bản án luôn chứ không phải một bản án, hai bản án luôn không nhận được luôn. Nhưng mà ý nói là sau khi mà mình đeo tang mấy ngày á thì có một cái chuyển phát nhanh là bảo rằng là có nghĩa rằng là báo là tòa án nhân dân cấp cao xử giải quyết cái vụ việc đó hả? Dạ, tòa án nhân dân cấp cao giải quyết cái vụ việc của mẹ con, mà lại là nói là mình khiếu nại cái bản án phúc thẩm, mà thậm chí cái bản án phúc thẩm giờ sao có biết đâu khiếu nại bản án phúc thẩm gì. À, về cái vụ việc đó. Mình đòi người. Dạ. À, như vậy chỉ có báo là tòa án nhân dân cấp cao sẽ thụ lý vụ việc thôi, chứ còn chưa có nói gì hết. Dạ. Chỉ có báo là tòa án nhân dân cấp cao là thụ lý vụ án thôi, mà báo hồi cái năm rồi, báo lâu lắm rồi, bây giờ hiện giờ là hiện tại là trong cái dựng vấn đề mà chỉ đạo tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thụ lý đó là gần 2 năm nữa rồi đó. À. Mà chưa có sự can thiệp nào hết luôn. À, chưa có sơ thẩm, chưa có phúc thẩm tới giờ này. Mà tự nhiên đùng cái lại có tòa án nhân dân cấp cao đồng ý thụ lý cái đơn khiếu kiện vụ sơ thẩm phúc thẩm, nó láo hết. Ghê rồi, chưa? Gia đình con cũng yêu cầu là tới bây giờ là gia đình con không có biết cái nội dung của bản án, mà xử án thì không mời, mà nói là giết cha mà cũng không mời cha, mà không mời người đi khiếu kiện là minh quan cho mẹ mình là con nữa, không có mời một cái giấy mời triệu tập gì hết trơn luôn, là tự nó xử hồi nào luôn không biết luôn, mà hay là mấy cái con thằng mang danh nghĩa là học cao rồi ngồi cái chức tòa án đó, nó về nhà nó rồi nó ra quán cà phê, hay là tại nhà riêng nó ký vô một cái biên bản nữa, tôi cũng không biết luôn nữa.
Nhưng mà hiện tại là mình chỉ nhận được á, là họ đồng ý là thụ lý giải quyết thôi, chứ họ đâu có nói thụ lý giải quyết ngày nào đâu, đúng không? Họ đâu có nói rằng là ngày nào họ chỉ xử lý đâu. Có nghĩa rằng bây giờ chưa có biết cái cách giải quyết của họ là bị tội như thế nào, bị tội gì và bao nhiêu năm là chưa có, đúng không? Dạ không, với viện kiểm sát tối cao thì trả lời cho con đó là viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trả lời là xử đúng người đúng tội. Xử đúng người đúng tội là mẹ con là 7 năm tù đó, là em trai con là 8 năm, rồi Lê Thị Son là 5 năm, mà Lê Thị Son thì thành khẩn khai báo cho nên 4 năm rưỡi tù, còn thằng Phan Hoàng Diệt thì giảm là còn 7 năm rưỡi tù, còn mẹ con là vẫn 7 năm, tại vì là mẹ con không hợp tác với không chịu hợp tác với cơ quan chức năng. À, nhưng mà mình có đơn mình kêu oan là nó không hề gọi mình tới để nó hỏi, nó coi như điều tra bất kỳ lấy một cái gì về bằng chứng hết, mà tự động rồi nó chưa ra tòa mà tự động nó có cái quyết định gửi về. Nó chưa ra tòa, mà nó chưa ra tòa hai phiên tòa mình không biết, mà nó nói là nó ra tòa rồi nó gửi thi hành án gì cho mình nữa, nó gửi cái thi hành án là trại giam Nghĩa An, gửi thi hành án cho em trai con là Phan Hoàng Diệt và nói là nhận người từ từ cơ quan của tỉnh Hà Tĩnh là giao người làm mà bồi thường dân sự gì đó, bồi thường gì là thằng kia là 48% thương tật, là bồi thường là 60 mấy triệu đồng đó tổng cộng luôn, rồi rồi là án phí chưa nộp là 3 triệu mấy, gì án phí gì tùm lum nó báo gì cho gia đình con là trại giam Nghĩa An nó báo gì đó, rồi rồi á con bữa hãm á. Dạ À, có nghĩa là cái vụ việc á thì là kêu thông tin là giết cha, mà cuối cùng kêu là thằng kia bị thương tích, thằng kia bị thương tích là bao nhiêu phần trăm đó. À, nhưng mà thằng đó là mình sau cái bị cháy là đến giờ là mình không biết, mình không thấy mặt mũi là nó bị thương thế nào, mình không biết luôn. không biết thế nào luôn, là À. tự bọn tụi nó thôi, tự bọn nó làm thôi. À, mà nó giam người nhà mình, còn gia đình của mình thì coi như rằng là nó không có cho mình làm nhân chứng hay là cái ra tòa ra đồ gì, là không có một cái gì hết, mà tự động có Dạ cái kết quả gửi về. Rồi, gớm chưa? còn báo chí của nó thì chỉ đạo rút hết trơn như vậy, là nếu không liên quan tới cấp cao tại sao mà mấy ông bà làm vậy, mấy ông bà À. đã hàng trung ương rồi mà mấy ông bà còn sợ cái thằng tỉnh Hà Tĩnh nữa thì mấy ông bà nghỉ làm luôn đi, mấy ông À. bà đã cái hàng mấy ông bà không dám đi điều tra cái thằng Hà Tĩnh, mà để thằng Hà Tĩnh À. chỉ đạo ngược lại cho mấy ông bà là mấy ông bà phải quốc báo đài thì mấy ông À bà làm cái gì nữa. à mà coi như là trong cái đơn kiện kêu oan là có cả ba của Mỹ Xuyên và Mỹ Xuyên ký vào, nhưng mà nó không hề Dạ mời lên. con gửi cơ quan là liên tục suốt là gần 4 năm nay đó, là lúc từ lúc con đi ra Hà Nội về là liên tục, là tháng nào con cũng kêu quan hết, con À, gửi tất cả các cơ quan ban ngành của trung ương luôn, không thiếu một cơ quan nào, mà không ai gọi mình con gửi lên hết. thông tin truyền thông, con gửi cả bộ công an, con gửi qua tới cả cả trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, con gửi tới mặt trận tổ quốc Việt Nam, rồi con gửi tới là tòa án nhân dân tối cao, con gửi tới viện kiểm sát nhân dân tối cao, con cầu cứu tới cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao và tất cả các cơ quan ban ngành. À, mà cuối cùng như không hết. Rồi bây giờ cái người cha của Mỹ Xuyên có đang ở nhà đó không? Có thể là quay cho mọi người thấy được không? Dạ không, bây giờ thì con không có ở chung với cha, tại vì cha thì À. ở cái nhà mà bị cắt điện, còn cái này là nhà trọ nơi con sinh sống đặng con đi làm. À, rồi thôi được rồi, bây giờ như vậy thì tới giờ phút này á, là để cho coi như là tất cả các con cháu nhà sản đó rồi nó nhìn thấy cái vụ việc của cái nhà cầm quyền này đối với dân, rồi từ cấp trung ương cho đến địa phương và sự phối hợp giữa các tỉnh với nhau để hại chết dân, giết dân, rồi những cái thế hệ sau này nó lớn lên nó nhìn cái này để biết rằng là đó, sống dưới cái chế độ cộng sản thì nó mang rợ như vậy đó, chứ để rồi tụi nó cứ nghĩ rằng là chế độ cộng sản này là một cái chế độ coi như là hay, cao đẹp, đàng hoàng như trong sách vở nói đó, như trong sách vở nói, rồi cứ yêu cầu học sinh là phải là phải đàng hoàng, phải đúng đắn, rồi phải sống phải theo pháp luật, trong khi nhà cầm quyền thì không có luật pháp mà cứ bắt người ta là học phải theo đúng pháp luật đó, rồi học trò lớn lên cứ nghĩ rằng là đất nước này là tốt đẹp lắm, chứ không biết cái thật hư nó ê chề như thế này. Như vậy thì qua Hồi cái xưa này, cháu cũng nghĩ vậy đó, xưa cháu cũng nghĩ vậy đó, xưa cháu nhỏ cháu qua cháu cũng ước mơ lắm, nhiều khi mình nói á,
nghĩ mình sẽ làm một cái gì đó, tại vì mình học nếu mình thành người rồi mình sẽ làm một cái gì đó. Nhưng mà đến khi khi mà mình ra trường mình làm rồi á, thì cái nghèo nó vẫn là đè lên cái đôi vai của mình, là tức là gì nè, người ta nói á, con quan mới được làm quan, là con vua mới được làm vua, con sải ở chùa là quét lá đa đó, là tức là con của chúng nó, cháu của chúng nó thì chúng nó mới được làm tốt đẹp, thì nó phải có một cái nhau. Còn mình chẳng là gì thì mình phải sớm ra khỏi cái tổ chức đó thôi, chứ mình cũng chẳng làm được gì đâu. Đúng rồi. Cho nên là mấy khi con công tác rồi, con làm rồi, con mới hiểu và rất là bức xúc. Đến khi mà gia đình mình gặp nạn tai nữa thì mình mới hiểu được rõ hơn bộ mặt của những cái kẻ mà cầm quyền mà tàn ác với nhân dân như vậy đó. Bây giờ Mỹ Xuyên cho mọi người biết là Mỹ Xuyên là cái ngành của Mỹ Xuyên học ra là Mỹ Xuyên làm cái gì? Hồi trước á, là con học ở dưới trường cao đẳng Cần Thơ, là con học bên cao đẳng mầm non. Rồi con ra trường á thì con cũng đi công tác nhiều nơi lắm, mà con làm chỗ nào á thì cũng vì cái nghèo của mình mà mình bị trù dập cô ơi. Rồi cuối cùng á là tại vì lúc đó là cha con ác độc lắm, lúc đó là cha con cứ nghiện rượu vô là đánh đập mẹ con, tới thậm chí bữa ăn con ăn không được, mà chị em con bưng chén cơm mà còn rớt những giọt nước mắt xuống nữa. Mà đánh giọt lắm luôn, đánh ha, là mỗi lần đánh nặng là mẹ con phải đi nhập viện đó. Mà vì á, vì ý là tụi con nhiều khi tụi con cũng nói gì nè, tới thậm chí bản thân con với đứa em trai mà bây giờ bị nhốt tù đó, là nó nói mẹ ơi, tụi con đủ sức nuôi mẹ rồi, tại sao mẹ không chịu ly hôn thôi ổng đi. Tức là tụi con là con ruột hết, nhưng tụi con mở những cái lời nói như vậy, tức là không phải cả cha cả mẹ, nếu cha mình thương mình thì mình sẽ rất thương cha mình, mà mẹ mình thương mình, mình cũng rất thương mẹ mình, là thương đều với nhau. Còn cái này tụi con vẫn mở lời, tụi con biểu thôi đó, tụi con nói là sống tàn ác như vậy có ngại mẹ, tụi con đâu có ở bên cạnh mẹ hoài đâu, phải đi làm mà ông đánh ông giết mẹ như vậy là có ngại mẹ sẽ chết đó. Mẹ thôi đi, tụi con lớn rồi, tụi con đủ sức nuôi mẹ rồi, nhưng mà mẹ con nói gì nè, thôi con ơi, hồi xưa ổng cũng cực khổ, ổng làm ổng nuôi tụi con với nuôi gia đình, rồi bây giờ ổng bệnh tật, chứ nhiều khi ổng nhiều khi á, ổng bình thường ổng không có rượu vô thì ổng cũng không có đánh mẹ. Ổng có rượu vô là đánh mẹ thôi, rồi bây giờ ổng bệnh tật mà bỏ ổng á thì tội nghiệp ổng lắm. Đó là lời của mẹ con nói. Vậy rồi đó là trong chị em con nó rất là thương mẹ luôn. Mỗi lần mà mẹ có chuyện gì hay gì, hay cần tiền hay là thiếu hụt gì, là tụi con làm có bao nhiêu tiền tụi con cũng cho mẹ hết á. Rồi bây giờ cái người cha của Mỹ Xuyên có biết cái lỗi của mình đối với mẹ và em của mình không? Không có biết lỗi, hiện giờ cũng ăn nhậu say xỉn gì đó, giờ tụi con cũng khổ lắm. Hiện giờ là bị người ta cắt điện rồi, ông nhậu say rồi ban đêm để cái giường ở trong đó cho ông ngủ á, rồi ông đi ông té, rồi cái bắt đầu ông kêu ông lết ra nhà gì con, cái đi nhập viện rồi phải điện báo cho tụi con hay. Rồi tụi con gửi tiền gửi bạc về đặng đóng tiền tạm ứng viện phí. Rồi cứ vậy hoài luôn, là mấy năm nay là nhập viện hết gần cả chục lần rồi đó cô. Vậy rồi khi mà vợ bị tù như vậy, rồi em bị tù như vậy, thì ổng có bao giờ ổng, có nghĩa là ổng hối hận không? Có bao giờ mà ổng biết thương hoặc là ổng cảm thấy rằng là ổng tức tối về cái nhà cầm quyền không? Ổng tức tối lắm. Hôm trước có một cái đoạn YouTube mà đăng lên hồi năm rồi mà không biết mấy anh chị nào thấy con đưa lên rồi đăng giùm con cũng không biết nữa. Là có một cái người nhân chứng sự việc có nói trên đó, rồi ổng kêu là Tô Lâm ơi, đau khổ lắm rồi, mày mở mắt ra này kia, vì vợ tao nè còn sống nè, có giết vợ con tao gì đâu. Là có một cái đoạn clip mà có đứng hình ba người lại rồi nói là chỉ là tên ông Tuấn nè, rồi oan khuất hơn 2 năm đó, oan khuất hơn 2 năm là năm rồi, oan khuất hơn 2 năm rồi mới để vô là ông Tuấn, rồi cái người nhân chứng, rồi thằng em con là tên Bắc, mà để là Bắc. Bây giờ hỏi thử là Mỹ Xuyên có thể là tìm lại được cái clip đó để cho cô Thúy được không? Cố gắng tìm được không? Dạ được ạ. Rồi gửi trên cái Facebook đó. Con có đó. Trên Facebook con có. Rồi gửi qua Messenger cho cô Thúy nha. Rồi, như vậy thì bây giờ Mỹ Xuyên có nghĩ rằng là mình còn có hy vọng gì để mình kêu cứu ở chế độ nhà sản này nữa không? Thì suốt thời gian vừa qua con kêu cứu, hình như là đơn của con thì dục sọt rác hết hay sao á? Là giống như con biết rằng các ổng biết, tại vì mỗi một cái tin tức gì lên trên mạng xã hội thì phải biết hết chứ làm gì không biết. Nhưng mà các ông bà có đủ 2 cặp mắt nhưng mà các ông bà giả mù. Thì cái đó tôi cũng, các ông bà cấp cao, các ông bà có 2 cặp mắt nhưng
nghĩa Việt Nam nữa. Tại vì nó sử dụng luật đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sử dụng theo hiến pháp. Nhưng mà hiến pháp không có quy định những điều cướp bóc rồi bắt bớ vô tội rồi giết người rồi giấu mất xác luôn. Cho nên là đó là tôi bảo rằng là đó là các ông bà ngó lơ để cho Hà Tĩnh tự thành lập một đất nước Hà Tĩnh chứ không còn thuộc quyền quản lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi bây giờ hỏi thiệt Mỹ Duyên là bây giờ mình còn nước còn tác mình kiện, nhưng mà mình đã mất niềm tin vào chế độ cộng sản hay là vẫn còn nghĩ rằng có cơ hội là nó sẽ, coi như là mình vẫn nghĩ rằng là cũng còn có người tốt, hay là mình kệ nó, mình cứ làm tới vậy thôi chứ mà mình mất niềm tin rồi. Con thì con mất niềm tin, nhưng mà phải làm. Nhiều khi con cũng xem trên các diễn đàn, tại vì mình không may mắn mình rơi vào cái tỉnh tham nhũng quá. Rồi á mình vào những cái tỉnh mà có những đại biểu quốc hội mà không dám ăn dám nói. Cho nên á vụ việc cũng mới bị ém như vậy, chứ mình rơi vào những cái tỉnh cũng còn một số người tốt chứ không phải ai cũng xấu hết. Cũng còn một số quốc hội cũng vì nhân dân cũng nói lên tất cả những tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhưng mà chẳng qua là mình không phải thuộc con dân của tỉnh đó. Cho nên mình đã rơi vào các tỉnh mà các đại biểu quốc hội đi họp thì giống như là chỉ có lệ vậy thôi, chứ không bao giờ nói ra những cái tâm tư nguyện vọng để mà cứu dân, để mà giải quyết cho dân một cái vấn đề gì giống như những cái khẩu hiệu mà dân bầu hết trơn á. Không có đại diện dân để làm một cái việc gì, cho nên đó là một cái điều mà không may mắn của mình. Chứ không phải là đất Việt Nam này tất cả đều xấu hết. Rồi, bây giờ có người tốt. Bây giờ cô Thúy nói cho Mỹ Xuyên nghe là cô Thúy này đang ở tỉnh Khánh Hòa, và cô Thúy này cũng bị oan và có 3 đơn tố cáo, nhưng nó làm lơ như là nó coi mình như con chó luôn. Nó không có đếm xỉa gì hết, tới từ địa phương tới trung ương luôn. Đó, như vậy để cho là Mỹ Xuyên biết rằng là sống với cái chế độ nhà sản thì nơi nào nó cũng có như thế. Còn cái thành phần nào á mà nó có lòng tốt nhưng mà nó chống lại nhà tà quyền thì nó không dám cho nên nín thanh. Nơi nào cũng vậy đó, nhà tà quyền này á là coi như là nó như một cái loài thú hoang vậy đó, nó bất chấp luật pháp, nó không có luật gì hết á. Cho nên là những cái người dù có tốt chăng nữa, người ta cũng không thể nào chống lại cái loài quỷ này được. Người ta có muốn cứu mình người ta cũng không cứu được. Cho nên á là nhiều khi người ta nhỏ lẻ quá rồi, nếu mà người ta lên tiếng quá thì có thể người ta sẽ bị giết hại chết. Rồi làm sao mà người ta tồn tại trong cái đất nước này được.